6 đồ dùng học tập kỳ lân khổng lồ, những chiếc kẹp giấy hình kỳ lân, thước đo lớn hình mây, bút phép thuật khổng lồ, lọ keo dán siêu to với hiệu ứng cầu vồng. Học cách làm đồ dùng học tập kỳ lân khổng lồ trong video mới của chúng tôi. Kỳ lân cần kẹp giấy. Nhưng có vẻ cô ấy cần khăn giấy hơn. Hắc xì, cô hắt hơi phép màu của kỳ lân biến kẹp giấy bình thường trở nên khổng lồ. Đặt tấm hình vuông có góc bo tròn lên tấm cao su xốp và vẽ theo. Cắt ra các mảnh có màu khác nhau. Gắn các bộ phận kỳ lân làm từ tấm xốp cao su và giấy bằng súng bắn keo. Tai, sừng, bờm kính và má. Trang trí thêm ngôi sao và hoa lấp lánh. Dùng bút dạ vẽ mắt. Vẽ trái tim lên má. Làm thêm các khuôn mặt kỳ lân tương tự. Gắn các vật trang trí khác nhau và vẽ nhiều dạng biểu cảm khuôn mặt. Uốn đoạn dây màu để tạo thành kẹp giấy lớn. Gắn kẹp giấy vào mõm kỳ lân. Wow! Kỳ lân có thể dễ dàng biến kẹp giấy thành hình bản thân. Hay chỉ là kỳ lân dị ứng với đồ dùng học tập của con người? Cùng thử xem nhé! Dolly dùng chiếc lông vũ để triệu hồi cú hắt hơi phép màu. Được này! Chiếc kẹp giấy thông thường lại biến thành khổng lồ. Có cả hình mặt kỳ lân nữa. Cô Smith cần phải xem thí nghiệm này. Công thức hiệu quả. Cú hắt hơi phép màu cùng kẹp giấy thông thường sẽ biến ra kẹp giấy kỳ lân khổng lồ. Kẹp giấy ma thuật dùng làm đánh dấu sách thì rất tuyệt. Mình yêu trường quá. Lớp học cùng kỳ lân chẳng nhàm chán bao giờ. Các cô gái đang có nhiều trò vui. Máy bắn đá. Đấu thước kẻ. Cuộc xâm lăng của cuốn vở. Cô Smith mệt mỏi vì học trò không vâng lời. Cô cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của học sinh. Thước đo cầu vồng khổng lồ của tôi đâu? Cách thước đo từ bìa các tông giày. Vẽ theo hình thước đo trên tấm xốp cao su trắng. Vẽ cách ra chút để làm mép dán. Vẽ tam giác. Cắt chúng ra. Gắn tấm xốp cao su lên mảnh bìa cứng bằng súng bắn keo. Tô màu thước đo góc bằng sơn acrylic. Vẽ cầu vồng. Phủ phần dưới của thước đo bằng màu sáng. Cắt các đám mây ra khỏi tấm xốp cao su màu trắng lấp lánh. Vẽ hình kỳ lân lên miếng bìa cứng màu trắng, tô màu bằng sơn acrylic. Gắn mây và kỳ lân lên thước đo gốc. Dùng bút dạ vẽ các vạch thước đo. Học trò bị mê hoặc bởi cầu vồng tỏa sáng. Chiếc thước thật kỳ diệu. Cô Smith biết tất cả các mẹo và thủ thuật để học trò chịu nghe giảng về hình học. Góc từ cầu vồng đến mây là 90 độ. Giờ cả kỳ lân cũng biết điều này. Kỳ lân lén mang chiếc bút khổng lồ vào lớp. Bút được làm từ đám mây vũ trụ. Dolly muốn thử luôn. Cắt phao bơi xốp thành hai phần. Gọt phần bé hơn thành hình nón. Chẻ đôi phần mũi. Nhét bút dạ vào. Dùng keo để gắn chặt. Dùng bìa cứng kim loại bao quanh. Phủ sơn acrylic lên phần phao xốp dài hơn. Gắn thêm ngôi sao. Đổ các động lực và ống ánh vào bình đựng. Gắn đầu chiếc bút dạ khổng lồ vào nắp bình đựng. Che phần nắp thò ra bằng các tông kim loại. Gắn phao bơi xốp hình ống vào đáy bình. Che phần nối bằng dải cắt tông. Cắt miếng bìa cứng thành hình cái cài bút. Che phần đỉnh bằng dải cắt tông. Dolly vẽ gì mà hăng say thế? Là bức chân dung hài hước vẽ cô Smith. Đáng yêu quá. Nhưng Dolly ký vào bức họa thì chuyện không tưởng xảy ra. Dolly và cô Smith trao đổi cơ thể. Ôi trời ơi, trái ngang quá. Dolly không muốn trở thành giáo viên. Và cô Smith không thể nhìn mà không đeo kính.
Sao tôi lại có bím tóc? Chuyện gì xảy ra vậy? Ai làm vậy? Là tác phẩm của bút cầu vồng khổng lồ. Không ngờ lại có phép màu. Chúng ta cần trả hai cơ thể về cho chính chủ ngay. Nếu cây bút có phép màu thì chắc phải sửa được bức vẽ, nhưng không thể mang phép màu quay lại. Chà, chúng ta phải làm quen với cơ thể hiện nay thôi. Tội nghiệp Dolly, cô ấy không đáng phải chịu chuyện này. Dù đang trong cơ thể học trò, sâu bên trong cô Smith vẫn là giáo viên. Mình phải lấy lại tinh thần và kết thúc lớp học. Lấy bút màu và viết một con số. Tôi chỉ cần vén mái tóc ngang bướm này. Các trò đã hoàn thành nhiệm vụ. Mọi học sinh đều có bút màu đơn giản, nhưng của Kỳ Lân thì rất lớn. Phủ keo lên miếng nhựa để tạo hình nón. Che hoàn toàn phần mũi. Cắt bỏ phần nhựa thừa. Xắt nhỏ bút sáp màu. Và làm chảy sáp trong lò vi sóng. Đổ sáp nóng dẫy vào lớp hình nón theo từng lớp. Lấy miếng sáp hình nón ra khỏi khuôn sau khi đông. Tô màu các đầu của phao bơi xốp bằng sơn acrylic. In phần vỏ bút Crayola lớn và dán nó vào giữa chiếc phao bơi xốp. Gắn phần đầu sáp bằng keo. Thử dùng bút màu khổng lồ thôi nào. Tuyệt quá! Liệu nó có giúp phá vỡ thần chú? Dolly trong cơ thể của cô Smith vẽ bằng cây bút khổng lồ và ước nguyện. Nhưng chẳng có ích gì. Cơ thể của cô Smith vẫn ngồi ở bàn và không muốn đi xa. Thật tiếc khi phép thuật không hoạt động. Kỳ Lân thấy rằng Dolly và cô Smith đang buồn. Sống trong cơ thể của người khác thật không thoải mái. Vì vậy, Kỳ Lân thử thêm một mẹo khác. Cô ấy tạo ra cuốn sổ khổng lồ. Bọc bản sách trong tấm xốp cao su trắng. Tô bìa cuốn sổ bằng sơn acrylic. Dùng sơn vàng viết tiêu đề. Vẽ mõm Kỳ Lân, trang trí nền với các ngôi sao. Dùng vương miện bằng tấm xốp cao su để tô điểm Kỳ Lân. Đính hoa trang trí. Tạo một chồng giấy màu lớn. Phủ hình dáng lên trang đầu tiên. Gom thành cuốn sổ, tạo lỗ bằng cái bấm lỗ. Dùng ri băng để giữ các trang giấy. Dolly trong cơ thể cô Smith gần như bị khối giấy đè bẹp. Cuốn sổ này rất lớn. Ý tưởng của Kỳ Lân thật đơn giản và tuyệt vời. Để phá vỡ thần chú, bạn không cần phải dùng cây bút lớn viết lên cuốn sổ nhỏ. Làm ngược lại, mở cuốn sổ khổng lồ và viết bằng cây bút nhỏ. Dolly vẽ bức chân dung và điều kỳ diệu xảy ra. Cơ thể cả hai quay về chính chủ. Một bất ngờ thú vị. Sơn móng tay đã lại đúng vị trí của mình. Kiểu tóc cũng ổn rồi. Chúng ta cần tiếp tục tiết học. Bởi lẽ bạn vẫn có thể viết vô vàn những điều có ích trong cuốn sổ khổng lồ này. Thêm hình dáng vui nhộn. Cô Smith đang bận rộn cắt dáng thế giới của những trái tim. Ngay cả khi Kỳ Lân giơ tay cũng không làm cô chú ý. Được, mình cá là cô sẽ chú ý đến lọ keo cầu vồng khổng lồ thôi. Cắt bìa cắt tông thành hình tròn. Cắt một ống rỗng ruột. Dùng miếng bìa hình tròn che lại một đầu của chiếc ống nhỏ. Cắt rời một phần ống cách ly. Và cắt dọc ống. Gắn nó vào trong ống. Dùng nắp đậy lại, phun sơn acrylic lên ống. Dùng bọt biển phủ sơn trắng lên ống. Dán nhãn cầu vồng đã in sẵn. Trang trí nắp bằng ngôi sao lấp lánh bằng tấm cao su. Làm slam, trộn keo slam với bột giặt dạng gel. Phun bọt cạo râu vào. Nhào slam. Tô màu bằng sơn acrylic. Đặt vào túi khóa zip. Và bỏ vào lọ keo khổng lồ. Lấy slime ra khỏi túi trước khi sử dụng.
Kỳ Lân dễ dàng biến lọ keo bình thường thành niềm vui cầu vồng. Cô Smith thật hạnh phúc, slime sặc sỡ đổ ra từ lọ keo khổng lồ. Bạn có thể dùng tay kéo dài cầu vồng. Cảm ơn Kỳ Lân vì món quà này. Bạn có thích đồ dùng học tập cầu vồng lớn hay không? Hãy bình luận xem bạn muốn mang đến trường đồ dùng nào của Kỳ Lân nha. Và đừng quên nhấn like cho video này, theo dõi kênh của bọn mình và nhấn vào chuông để không bỏ lỡ ý tưởng cầu vồng Kỳ Lân mới từ Trôm Trôm nhé.